Vâng, em Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác. Rất vui được gặp lại các bác trong video clip ngày hôm nay. Tiếp tục lại là những sản phẩm và những sản phẩm vừa mới về. Và ngày hôm nay thì cửa hàng Hoàng Gia Đô bên em thì vừa mới về thêm được hai chiếc âm ly của hãng Fisher. Model đều là 450T các bác nhé. 450T là một trong dòng âm ly cũng rất là thương hiệu, nổi tiếng trong giới chơi audio nói chung. Đấy, và các bác biết rồi, những dòng như loa AR2, đúng không ạ? Những dòng loa AR nói chung, hoặc là nhất là những dòng loa cổ của Mỹ, châu Âu hay của Nhật. Nếu chúng ta có được con 450T chúng ta ghép ấy, thì chúng ta sẽ khai thác được rất cái chất âm nó rất là hay các bác nhá. Với tại sao loa AR nó hay hợp với âm ly Fisher, vì nó cũng có cái lý do đặc trưng của nó ấy. Bởi vì bản chất là cùng là dòng loa Mỹ cổ và cùng là dòng âm ly Mỹ cổ, đó là cái đặc trưng số 1. Tiếp theo là cái đặc trưng số 2 là với những dòng âm ly Fisher thì cái trung âm nó có thể kết hợp với những cái dòng loa khác, dù loa Mỹ hay loa Nhật, thì nó sẽ cho một cái trung âm rất là ngọt, có cái độ nhựa mà những cái dòng âm ly khác không có được. Nên tại sao âm ly Fisher lại là những cái dòng âm ly được những người chơi audio hay lựa chọn là như thế các bác nhá. Nó phải có lý do của nó các bác nhá, chứ không phải là không có lý do. Còn chúng ta cũng có thể ghép loa với nhiều dòng âm ly khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên, đây giống như là một cái công thức toán học ấy, là phải tới 90% những người chơi AR thì thông thường người ta sẽ tìm với Fisher các bác nhá. Còn lại 10% là sử dụng những cái dòng âm ly khác. Đó. Thì chúng ta cứ theo, nếu chúng ta không biết chúng ta ghép cái gì cho hay thì chúng ta cứ theo công thức toán học thôi. Chúng ta cứ, nếu có AR trong tay thì chúng ta cứ ghép Fisher được các bác nhá. Quan trọng nó là AR mấy. Ví dụ như AR3 thì chúng ta hãy tìm đến 800T chẳng hạn. AR2 thì chúng ta sẽ tìm đến 400T hoặc 450T hoặc 500TX. Còn AR4 thì chúng ta hãy tìm đến 250TX, sò than hoặc sò nhôm. Đó là những cái model mà như em nói là theo công thức toán học là đến 90% những người chơi audio, những người chơi loa AR đang ghép như thế. Thì chúng ta cứ theo công thức chúng ta ghép các bạn nhé. Ngoài 10% nữa, chúng ta muốn trải nghiệm chất âm hoặc chúng ta muốn trải nghiệm một cái gì đó khác đi, thì chúng ta hãy rơi vào 10% còn lại. Được chưa ạ? Vâng ạ, quay về chủ đề chính ngày hôm nay thì hai chiếc âm ly Fisher 450T ngày hôm nay thì em cũng xin nói qua như sau. Tất cả các sản phẩm về là nguyên bản, chưa đụng chạm, chưa lau chùi, thậm chí còn chưa vệ sinh luôn các nhá. Chưa vệ sinh lau chùi gì cả. Các bác có thể nhìn núm nước nó còn hơi bụi một chút này. Núm nước nó còn hơi bụi một chút nhá. Đấy, thì em chưa vệ sinh mà, chưa lau chùi gì cả. Nhưng quan trọng các bác nhìn những cái chi tiết nhỏ như em phân tích các bác là từ chữ nghĩa này. Chưa? Chữ nghĩa rõ nét này. Đèn đóm này. Đèn đài là hoạt động hoàn hảo này. Đèn là đấy sáng đủ này. Hai đèn hai bên hắt đủ này. Đèn nền đủ này. Đèn auto scan đủ này. Chiếc này cũng thế này các bác nhá. Đấy, núm nước đẹp này, núm nút sáng này. Vỏ thì hai con này đóng vỏ mới các bác nhá. Vì dòng này thì em cũng chia sẻ nó ít khi nó có vỏ zin lắm. Thì về hầu như đóng vỏ mới ạ. Con trên này sẽ đóng vỏ theo vỏ zin. Vỏ zin như nào đóng giống hệt như thế. Còn con dưới này sẽ đóng theo cái vỏ nó hơi vát một chút để tăng cái size lên. Các bác có thể nhìn tại sao hai con Fisher cùng là cái ruột giống nhau nhưng cái vỏ con dưới nó to hơn đúng không ạ? Đấy, con dưới thì em thiết kế to hơn một chút để gì ạ? Để nó đạt được cái size là 44cm để chúng ta đặt băng cối lên cho nó phù hợp. Đấy, ví dụ như chiếc này thì chúng ta đặt băng cối lên thì cảm giác băng cối nó hơi to hơn so với âm ly một chút. Nhưng với cái vỏ dưới này chúng ta đặt băng cối lên ấy, thì nó rất là phù hợp các bác nhá. Nên là cái vỏ dưới là cái sự lựa chọn cho những bác nào chúng ta muốn đặt âm ly, muốn đặt đầu CD, muốn đặt đầu băng cối lên thì nó sẽ có một chung cái size là 44cm. Thì chúng ta đặt lên rất là đẹp. Nhưng với chiếc này thì các bác đặt đầu CD lên, nếu là CD của các bác là 4443 thì nó sẽ hơi thòi lên một chút. Thì như thế là nhìn nó hơi mất thẩm mỹ. Nhưng mà phong cách của chiếc trên thì sẽ đóng vỏ theo vống vỏ zin của nó. Được chưa? Cấu hình của nó thì các bác biết rồi. Dòng âm ly Fisher 450T này thì nó đều chạy sò Motorola -7. Sò của chiếc này thì nó giống sò với 800T. Hoặc là sò nó giống với 500TX đời một lỗ là nó sẽ sò -7. Thì cái dòng 450T này nó cũng thế các bác nhá. Đấy, thì cái này thì em không giới thiệu nhiều nữa. Quan trọng nhất là về cái chất lượng, cái dịch vụ sau bán hàng thôi. Đấy, thì sản phẩm thì em cũng quay cho các bác rồi. Còn nội thất thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho các bác. Theo hình ảnh thì các bác quan tâm thì em sẽ gửi hình ảnh Zalo chi tiết. Còn video này em xin giới thiệu và cũng như sẽ quay cho các bác về mặt trước, mặt sau. Đấy, đây là chiếc trên, đây là chiếc dưới, hai chiếc đều rất là đẹp ạ. Vì em đã chọn hàng thì em chọn rất là kỹ các bác nhá, theo tiêu chí được mắt mình thì mới sẽ được mắt khách. Thì em cũng tiêu chí như thế.
Đấy chưa? Về độ zin, độ chất và cũng như là độ đẹp thì em sẽ luôn luôn sẽ là cái người kiểm định đầu vào đầu tiên. Nên là khi em đã ưng được cái gì thì chắc chắn là khách hàng sẽ nhìn nó sẽ ưng thôi. Các bác lưu ý. Và hai là dịch vụ hậu mãi thì bên em sẽ có những cái dịch vụ đi kèm. Ví dụ như là các bác có thể là mua âm ni bên em hoặc là mua ở đâu đó mà không may nó có hộ trục trặc hỏng hóc hay nó làm sao mà muốn khôi phục về zin hoặc muốn sửa chữa để cho nó kêu, cho nó chạy thì bên em sẽ là người đứng ra để nhận cái việc đó để phục vụ các bác. Đấy, mặc dù có thể bên khác người ta không nhận hoặc là không làm được thì bên em sẽ là người đứng ra làm cái đó, việc đó. Và hỗ trợ các bác kể cả những bác nào không mua hàng bên em. Và các bác muốn về zin thì chúng ta em sẽ cho các bác về zin. Vì bên em có rất là sẵn đồ về những cái đồ này. Đấy, cũng đồ tháo máy ra thì em sẽ có những cái đồ bên Mỹ gửi về sẽ làm cho nó zin thì thôi. Được chưa? Theo yêu cầu zin em sẽ làm zin. Còn nếu mà theo yêu cầu làm để cho nó chạy thì em sẽ làm cho nó chạy. Còn cần zin là em sẽ làm cho zin. Được chưa? Và bên cạnh đó thì bên em cũng còn cung cấp những cái sản phẩm khác nữa. Và cung cấp các dịch vụ khác nữa. Ví dụ các bác mà trong quá trình chơi audio chúng ta gặp những cái vấn đề như âm ly nó bị hỏng, đầu cối nó bị hỏng hoặc nó trục trặc một cái việc, bất kỳ một việc gì đó, hoặc đầu CD thì bên em sẽ nhận và sửa chữa và giúp đỡ các bác cái việc đó. Và ngoài ra còn những cái dịch vụ như in băng đĩa, in đầu cối, băng cối, in đĩa CD thì bên em vẫn làm các bác nhé. Đấy, nhiều khi là các bác xem video này nhưng mà các bác không biết đến em làm cái gì đâu, chỉ nghĩ là em chỉ bán có âm ly này thôi. Nên nhiều bác không biết. Có những lúc bác bảo không thấy nói, không thấy quảng cáo. Thì nên là em cũng xin, thi thoảng em cũng xin nhấn vài đôi điều vào trong đây để các bác nắm bắt được những cái sản phẩm này. Ngoài ra, những cái sản phẩm mình bán thì mình còn phải còn những cái dịch vụ khác. Bởi vì quan trọng nhất là gì? Khi mình bán hàng thì mình bán thì bên nào cũng bán được hàng. Nhưng vấn đề để là dịch vụ để mà hỗ trợ các bác thì không phải bên nào họ cũng có cái đội ngũ để hỗ trợ các bác, mà không phải bên nào họ cũng biết để hỗ trợ các bác được. Bởi vì bản thân đồ đạc họ không có nhiều, thợ thiết thì nhiều khi người ta cũng không có đủ đồ để phục vụ các bác. Nên nhờ với bên em thì những cái sản phẩm này đồ đạc thì em rất là sẵn. Các bác cần tụ zin, các bác cần xò zin, các bác cần một cái gì zin thì em có zin cho các bác luôn. Đấy, nếu các bác yêu cầu zin em sẽ phục hồi và cho về zin luôn. Dạ, cái đó mới là cái phục vụ các bác nếu mà các bác có nhu cầu cần. Đấy, còn sản phẩm bên em thì em cũng chia sẻ với các bác luôn rồi. Đó, thì em cũng quay rất là kỹ này. Còn trên này con nhìn là từ những cái độ đẹp của nó nhìn này, từ đấy, còn nguyên phấn nhá. Những cái âm ni mới mà chưa dùng nó gần như nó còn nguyên phấn này. 450T, công suất là 240W, điện áp là 120V, vì là hàng Mỹ, trở kháng 8 ohm các bác nhá. New York Mỹ, Fisher 450T. Đấy, chiếc thứ hai ở dưới đây. Đấy, chiếc thứ hai thì nó đóng theo phong cách theo gỗ hơi dày một chút, dưới trên này nó hơi mỏng các bác nhá. Đấy, thì hai con nó đều đẹp cả, chạy hoàn hảo hết từ radio FM, AM. Đấy, con dưới nó có cái lạ nó là hai lỗ này, đời hai lỗ này. Đấy, bình thường nó chỉ có một lỗ thôi và nó khóa cái vị trí này lại. Đấy, mà các bác nhìn sẽ có một cái cổng mở rộng đúng không ạ, xong nó bịt bằng miếng tôn này, xong nó bắn hai cái đinh tán đúng không ạ. Nhưng mà riêng thằng này thì nó lại có đầy đủ. Đấy, thì cái phiên bản này cũng rất là lạ này. Đấy, nó rất là lạ các bác nhé, nó thêm cái đó. Đấy, thì em chia sẻ thôi chứ còn về giá cả thì em vẫn bán như nhau thôi, vì nó không có gì đặc biệt cả. Đấy, sò này sò trừ 7 thôi và tất cả em bao zin hết các bác nhá. Vâng ạ, và hai chiếc âm ni này thì em bán cùng chung một mức giá là 20.500.000. Các bác lưu ý ạ. 20.500.000 các bác nhá. Giá này cực kỳ tốt. Là có cả vỏ gỗ và giếc đầy đủ cho các bác rồi. Đấy, 20.500.000. Được chưa ạ? Và em bảo hành cho các 3 tháng và bao zin cho các bác trọn đời, được chưa ạ? Đấy, bảo hành 3 tháng về kỹ thuật và bao zin trọn đời cho các bác luôn. Nếu là bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Hoàng Giao Đồ nhá. Đấy, em chỉ có 2 chiếc này thôi, duy nhất thôi. Các bác nào ưng chiếc nào mà thấy chiếc nào mà chúng ta lại cảm thấy nó đẹp ý, với mắt các bác ấy, thì các bác chốt sớm, được chưa? Vì không phải hàng này lúc nào nó cũng nhiều đâu ạ, cũng không phải có sẵn đâu ạ. Mà chọn đến những con đẹp như thế này nó cũng không phải có nhiều. Nên là chúng ta là nếu tiêu thích mà thấy nó ok thì chúng ta nên gọi điện để chúng ta chốt đặt cọc sớm, được chưa? Cảm ơn các bác. Đấy thì em cũng chia sẻ thế thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều và em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Và em ship hàng toàn quốc ạ, giá báo công khai và không bao gồm phí ship các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video tiếp theo của bên Hoàng Gia Audio. Vâng ạ, và có một cái chương trình nữa mà em muốn chia sẻ và cũng như là muốn lan tỏa đến các bác nữa mà em sẽ giới thiệu các bác, đó là bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 9 thì bên em sẽ có cái chính sách là hỗ trợ khách hàng ở các khu vực lũ bão mà sửa đồ. Đấy, các bác sẽ được hỗ trợ các bảo dưỡng, hỗ trợ kiểm tra và bảo dưỡng miễn phí các bác nhá, và hỗ trợ sửa chữa 50%.
Đấy, với những sản phẩm mà các bác bị hỏng do bão, do mưa bão gây ra, do lũ lụt gây ra thì bên em sẽ hỗ trợ các bác 50% với các sản phẩm là sửa chữa. Ví dụ như hết 1 triệu thì hết 5 thì em thu 500 thôi, còn em sẽ hỗ trợ các bác 500. Còn với các sản phẩm mà không phải là hỏng hóc, cần bảo dưỡng hay là kiểm tra, lau chùi, vệ sinh hay là gì đó không liên quan đến thay thế thì bên em sẽ miễn phí cho các bác. Dạ. Cái chương trình này thì em sẽ giới thiệu vào tối ngày hôm nay, tối ngày 12 tháng 9 em sẽ truyền thông cái việc này lên kênh YouTube của Hoàng Gia Ô Đô. Thì bác nào mà chúng ta nhận được cái thông tin này thì chúng ta cố gắng bám sát theo thời gian nhé. 12 tháng 9 đến 30 tháng 9 thôi, chúng ta chỉ có 18 ngày thôi. Các anh em chỉ nhận trong cái thời điểm đó nhé. Còn ngoài cái thời điểm đó ra thì bên em sẽ không áp dụng nữa các anh nhé. Các anh lưu ý, em chỉ có đưa cái thời gian đó để em làm thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video tiếp theo của Hoàng Gia Ô Đô.